Người dùng mạng xã hội X Twitter cũ đang xôn xao với tình huống Messi bật cao gần nửa mét đánh đầu trong một buổi tập của đội tuyển Argentina trước trận gặp Uruguay tại vòng loại World Cup 2026. Đây là điều rất hiếm xảy ra với Messi, do chiều cao chỉ 1m70, dù anh cũng từng có một bàn thắng được xem là lịch sử khi bật rất cao đánh đầu ghi bàn cho Barcelona thắng câu lạc bộ Man United với tỷ số 2-0 ở trận chung kết Champions League năm 2009. Ở độ tuổi 36, Messi đã trình diễn lại khả năng này trong một buổi tập mới đây, khiến ngay cả người bạn thân Rodrigo De Paul cao lớn đứng bên cạnh phải tròn mắt kinh ngạc, tờ Marca, Tây Ban Nha, cho biết. Anh ta, Messi, đã bật nhảy theo phong cách của Michael Jordan, huyền thoại bóng rổ người Mỹ, một người hâm mộ viết trên X. Messi Airlines chăng, một cổ động viên khác ví von. Đến nay, chúng ta mới biết thêm Messi đang tập cả khả năng không chiến. Nếu tập trung vào việc đánh đầu ghi bàn, Messi có lẽ cũng xuất sắc không kém, một người dùng mạng xã hội X khác viết thêm. Pha bật cao của Messi cũng lập tức được so sánh lại với pha bật cao và dừng trên không trung gần 1,5 giây của Cristiano Ronaldo ghi bàn khi còn thi đấu cho câu lạc bộ Juventus trận gặp Sampdoria năm 2019 tại giải Serie A. Cristiano Ronaldo cao 1,87m, rất thường xuyên ghi bàn từ những pha bật cao đánh đầu, trong khi với Messi điều này là rất hiếm xảy ra. Do đó, việc danh thủ người Argentina bất ngờ có một pha bật cao khác thường luôn gây sự chú ý đối với những người hâm mộ. Theo huấn luyện viên Lionel Scaloni, Messi đang ở trạng thái rất tốt. Cậu ấy không thi đấu nhiều gần đây, chỉ 2 trận cho Inter Miami, nhưng nhờ tập luyện đều đặn đã duy trì nền tảng thể lực rất tốt lẫn phong độ hoàn hảo. Việc Messi có thi đấu trọn 90 phút cả 2 trận đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Uruguay và Brazil hay không? Câu trả lời rất dễ, khi Messi hoàn toàn khỏe mạnh, cậu ấy sẽ thi đấu. Messi và đội tuyển Argentina chuẩn bị thi đấu 2 trận còn lại trong năm 2023 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, gồm trận gặp đội tuyển Uruguay lúc 7 giờ ngày 17 tháng 11 trên sân nhà và trận sân khách gặp đội tuyển Brazil lúc 7 giờ 30 ngày 22 tháng 11. Đội tuyển Argentina đang đứng đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng, ghi 7 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào. Messi hiện ghi 3 bàn cùng tiền đạo Nicolas de la Cruz, Uruguay cũng có 3 bàn, đứng đầu danh sách ghi bàn vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.